Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ tiếp tục cập nhật đến các anh chị cái dự án Xplus. Thì hiện tại cái dự án Xplus này đã phong phú cái thẻ Packard cho các anh chị rồi nhá. Các anh chị vào các anh chị nhận nhá. Đây ở đây thì em đã nhận được cái thẻ Plus này. Thì cái thẻ Plus này thì cái quyền trao đổi cho nó của nó là 21 ngày nhá. Rồi các anh chị click vào cái dấu nhận để các anh chị tắt đi này. Đây hoặc là các anh chị nào mà chưa thấy thì các anh chị vào cái mục Asset ở đây này. Các anh chị click vào chữ trao đổi về Xplus ở đây. Thì nó sẽ thể hiện cái thẻ mà các anh chị nhận được ở đây nhá. Bây giờ thì các anh chị phải kích hoạt cái thẻ này. Thì lúc đó các anh chị mới chuyển đổi được từ cái đồng Xcoin sang cái đồng Xplus nhá. Đây các anh chị click vào đây này. Và các anh chị sẽ có 21 ngày để các anh chị trao đổi cái đồng Xplus sang đồng Xplus nhá. Các anh chị nhận vào kích hoạt thẻ này. Đây như thế là đã kích hoạt thành công. Rồi các anh chị tắt đi này. Ở đây là cái thời gian của chúng ta này. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024 này. Đến ngày 23 tháng 4 nhá. Thì cái thời gian này thì các anh chị không thể trao đổi cái đồng về Xplus sang Xplus nhá. Thì cái ngày trao đổi ở đây là ngày mùng 2 này, nhưng mà hiện tại ở đây là ngày mùng 1 thôi nhá. Thì ngày mai là ngày mùng 2, các anh chị click vào cái chữ trao đổi về Xplus ở đây này. Rồi các anh chị nhập cái số lượng vào đây nhá. Một ngày thì nó sẽ cho chúng ta trao đổi 5.000 con tùy vào cái tài khoản. Các anh chị ở đây thì nó sẽ có thể hiện cho các anh chị này. Các anh chị nhìn ở đây thì các anh chị sẽ biết cái tài khoản của các anh chị là một ngày trao đổi được bao nhiêu. Rồi và các anh chị click vào chữ trao đổi nhé. Và một ngày thì các anh chị chỉ trao đổi được một lần thôi. Ở đây thì em sẽ vào Twitter của dạng để cập nhật một cái số thông tin nhá. Về cái dạng Xplus này thì ở đây nó có cái tweet đó là Xplus nổi lên là một trong 20 dự án hàng đầu dành cho toàn blockchain này, Hacker House, toàn Hacker House. Với hơn 100 dự án nổi bật này, chúng tôi đang dẫn đầu hệ sinh thái toàn về phía trước, được hỗ trợ bởi 1 triệu Sami. Thì cái con này nó thuộc cái hệ toán nha, nó chạy bên cái mạng toán đấy. Và đối với cái dự án Xplus này thì nó sẽ niêm yết vào quý 2 nha. Ở đây các anh chị thấy cái ở đây họ cũng có ghi này, niêm yết vào quý 2 năm 2024 này. Đấy nên các anh chị chúng ta tranh thủ. Các anh chị nhớ hàng ngày các anh chị vào đây để các anh chị click đào để các anh chị thu thập cái đồng Xcoin này, các anh chị lắc điện thoại nhá. Để lắc điện thoại để đào. Một máy farm này thì và ở đây thì các anh chị nhận cái đồng Xcoin này từ Rep nhé. Ngày mai thì các anh chị có thể vào được cái mục trao đổi về Xplus này. Bây giờ thì các anh chị vào những thẻ Packard thì ngày mai các anh chị sẽ trao đổi được cái đồng về Xplus này sang cái đồng Xplus nhé. Đấy nên các anh chị bây giờ các anh chị vào các anh chị nhận đi. Để ngày mai thì các anh chị có thể bắt đầu trao đổi rồi. Để trao đổi thì các anh chị nhập cái số lượng Xcoin mà các anh chị có thể chuyển đổi ở đây thôi. Và các anh chị chuyển sang cái đồng về Xplus ở đây này. Đấy, cái đồng Xplus này thì sau này chúng ta có thể chuyển đổi sang cái đồng Xplus là cái tỷ lệ 1:1 nhá. Và chúng ta rút và giao dịch thôi. Ở đây các anh chị claim thì các anh chị cần chuẩn bị cho em một ít phí Matic nhá. Một ít thôi. Các anh chị nên claim bằng cái mạng Matic, chứ các anh chị claim bằng cái mạng Arbitrum One này thì nó rất là tốn. Đây, ở đây thì lúc được em nộp 1.9 Matic nhá, nhưng mà cái lên mài nó vẫn không hết đấy. Ở đây nó có cái mã thông báo Xgame. Cái mã này thì để em tìm hiểu rồi có gì em sẽ cập nhật với các anh chị sau nhá. Ở đây cái bị người ta vừa cập nhật cái tính năng rút và tiền gửi ở đây các anh chị này. Đấy. Bị Xplus được rồi. Nó chưa cho chúng ta rút nhá. Ở đây thì các anh chị có thể liên kết với cái Telegram của các anh chị này. Để liên kết thì các anh chị click vào cái chữ để ràng buộc ở đây. Đó, các anh chị điền cái số điện thoại của các anh chị vào nhá. Điền cái Telegram của các anh chị đấy. Các anh chị nhận vào net. Bây giờ các anh chị vào cái Telegram của các anh chị để các anh chị cầm phím nhá. Các anh chị vào Telegram nhá. Ở đây nó sẽ có cái mục các anh chị nhìn thấy cái tin nhắn của Telegram này, các anh chị click vào. Và các anh chị nhấn vào cái chữ cần phím này. Đấy, rồi các anh chị quay trở lại này. Ở đây thì nó bảo là đăng nhập thành công nhá. Các anh chị quay trở lại. Đấy rồi các anh chị nhấn vào accept để chấp nhận này. Rồi như thế là các anh chị đã ràng buộc được cái Telegram rồi đấy. Còn ở cái mục Google này thì các anh chị cũng làm tương tự thôi nhá. Còn nếu mà các anh chị muốn hủy đi
thì các anh chị cứ vào cái chữ cởi trói ở đây này để các anh chị thay đổi nhá. Rồi như thế là em đã cập nhật đến các anh chị cái dạng khai thác cái đồng icon này rồi. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Sau này cái dạng này nó có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì mới đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị sau. Rồi em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.